Đấy nhỉ? Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đi đến những cái câu lệnh mà nó mang tính chất thú vị hơn. Đấy. Đấy, những cái tham số, mình có thể thêm vào đấy những cái rất nhiều những cái tham số khác nhau. Đấy, ở đây đưa ra một số cái ví dụ thôi. Những cái tham số, ví dụ như là tham số về màu sắc chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều màu sắc khác nhau. Vẫn là cái con mèo đấy thôi. Nhưng mà chúng ta có thể là màu rền này, màu hổ phách này, màu thạch anh tím này, màu quả mơ chín này, màu nước biển trong này, đấy, màu nước đại dương này, màu xanh nước biển này, đấy, màu xanh nhạt này, màu be này, màu đen này, đấy, màu gì ạ, màu xanh nước biển đậm này, màu bus là màu gì, màu đồng này, màu nâu này, đấy, màu đỏ tía này, vậy, đấy, màu anh đào này, đấy, ngoài ra thì có rất nhiều các cái màu khác nhau. Đấy, thì khi vào đây thì mình chỉ cần đơn giản là gì ạ, mình copy cái tên của nó, sau đó mình dán vào thêm, đấy. Ví dụ như là blue red, blue yellow, rồi Christmas color, rồi colorful. Đấy, ví dụ thế. Bây giờ ví dụ mình đưa vào colorful đi. Colorful mình đưa vào gì ạ? Đưa vào con mèo. Đấy nhá. Mình sược này. Nhá. Mình ghi là colorful, colorful cat. Được chưa? Thì nó sẽ ra một cái khác hoàn toàn. Một con mèo nhưng mà lại khác hoàn toàn. Anh chị em nhé. Đấy. Và việc khi mà chúng ta có một cái bộ từ điển như này rồi ấy, thì mình biết là khi mà dùng cái câu lệnh đó thì nó sẽ ra được cái gì. Đấy. Ví dụ như là những cái thằng này. Đấy. Nó là gì ạ? Terra chromaki. Chromaki. Đấy. Tức là nó chromaki. Tức là nó kết hợp nhiều màu sắc. Nhưng mà lại Terra nữa thì nó lại gì ạ? Nó còn kinh hơn. Đấy. Terra, Terradic color. Đấy. Nó lại ra nó kiểu khác. Đấy. Rồi là white background, rồi là vibrant gì đây. Đấy, bây giờ ví dụ mình lại copy cái thằng này. Mình lại đưa vào. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Con mèo nhiều màu sắc nhìn phê không? Thêm mỗi cái colorful ở colorful cat thôi là anh chị em đã thấy gì ạ? Là ra những cái bức ảnh gọi là mang tính chất nghệ thuật rồi. Đúng chưa ạ? Đấy. Bây giờ mình lại gì ạ? Vibrant cat đi. Thì nó ra con gì? Đấy, được chưa ạ? Rồi. Vidigin green thì nó ra con gì? Nào. Test thử nhá. Rồi. Rồi, anh chị em muốn cái gì nữa? Như độc độc là lạ. Red blue. Ở dark mode. Dark mode. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây. Vidin. Anh chị em thấy không ạ? Đưa ra tác phẩm nghệ thuật đỉnh không? Anh chị em nhìn thấy đỉnh không ạ? Chỉ cần thêm một cái thôi, nó đã tạo ra vô cùng nhiều cái hay ho rồi. Không cần câu lệnh gì phức tạp đâu anh chị em ạ. Đấy, anh chị em nhìn thấy câu lệnh nó đơn giản không? Đây anh chị em nhìn thấy đi ạ. Cũng con mèo thôi. Mình chỉ điều chỉnh thêm một chút xíu thôi. Nó đã gì ạ? Nó đã ra những tác phẩm nghệ thuật cực đỉnh rồi. Đúng không ạ? Đấy. Vẫn là con mèo này nhá. Nhưng mà chỉ thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút là ra những cái rất độc đáo rồi. Ok anh chị em. Đấy. Đấy. Và anh chị em nào mà chưa sở hữu cái cuốn sách này thì chúng ta nhanh tay sở hữu. Được chưa ạ?